Bản tin Covid ngày 25 tháng 7, phong tỏa một phần khu vực Tân Quy, phường Trường Lạc. Ngày 24 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn đã ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa một phần khu vực Tân Quy, phường Trường Lạc, cặp sông Giáo Dẫn, từ nhà ông Hồ Văn Đức đến nhà ông Trần Văn Úc, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm Covid-19. Thời gian áp dụng từ 17 giờ ngày 24 tháng 7 đến khi có thông báo mới. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đề nghị mọi người dân cần thực hiện đúng quy tắc 5K và các chỉ thị được đưa ra để đảm bảo sức khỏe người dân và cho cộng đồng.